Do you know I have a baby brother? He's behind me. That's Uncle David. He looks so taller than you though. Can you introduce yourself to him? What's your name? Cameron, I'm David. Can you tell Uncle David how you know Annika? I know her since I was the first place. Yep, I've known her since I was in first. Not kindergarten? Oh yeah, kindergarten. Yeah, since kindergarten. She was supposed to be born. This is a story. Khi mùa hè đến, thời tiết bắt đầu nóng bức đến không thể chịu đựng được. Người dân bắt đầu phàn nàn. Nóng quá. Tôi mong màng đem đến thật nhanh. Thời tiết sẽ mát hơn rất nhiều. Màn đêm dần buông, dân làng bắt đầu tập trung sự mát mẻ. Không ngờ những phàn nàn về thời tiết đã làm tức giận đến thành mặt trời. Ta là thần của họ, nhưng họ không biết ơn tới ta. Đã vậy, họ còn tôn quý mặt trăng. Ta sẽ lấy đi mặt trăng quý giá của họ. Tại chẳng mấy chốc họ sẽ tôn thờ ta thôi. Mặt trăng is the moon. This whole thing is about mặt trăng. About the moon. There's a story. Because they're hot. There's a lot of lights up there. Dance going crazy. What is love? Oh, you know that song too?